Hello, mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm, Di Cứu và Cuộc Sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu như bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Video hôm nay là một video về fit. Thì trong video này Helen sẽ giới thiệu cho các bạn ba loại fit mà Helen thấy là nó phát triển rất là nhanh, nó ra trái cũng sớm, và đó là ba loại fit khá ngon mà năm nay Helen bán được rất là nhiều các bạn. Do đó thì Helen sẽ giới thiệu với các bạn ha. Đầu tiên thì chúng ta cùng nhìn qua một lần vườn fit của Helen nha. Vườn fit rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, mình vừa mới build được trong khoảng 3 tháng nay thôi, nhưng mà mình rất là yêu thích nó. Ok các bạn, bây giờ chúng ta cùng xem ba cái loại fit mà Helen muốn giới thiệu với các bạn ha. Helen đã để sẵn ra ba cây rồi. Thì ba loại fit hôm nay Helen muốn giới thiệu đó là Strawberry Verte, Black Madeira Khay Khay và NSDC. NSDC là Nuestra Senora de Carmen. Ok các bạn, thì cái loại fit mà NSDC này, tên của nó khá là dài và khá là khó đọc, do đó thì chúng ta chỉ sử dụng từ viết tắt của nó cho nó dễ thôi các bạn. Ba cây fit này Helen đã lựa ra rồi rất là kỹ. Thật ra thì nó có nhiều lắm các bạn. Mình dâm 10 cây thì nó lên khoảng được 9 cây rồi, đại khái là nó không có bị fail ha. Mình thấy là sức phát triển của nó rất là tốt. Nếu bạn nào mà mua khách đinh của ba loại này về dâm á, thì các bạn thấy là các bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Vì nó rất là dễ dâm các bạn, nó không có khó khăn giống như là một số loại khác ha. Có những cái loại mà nó mỏng manh yếu đuối á, ví dụ như là cái thân của nó nhỏ như là lon đao á các bạn, thì nó khó lên hơn. Còn những cái loại này thì đại khái là nó cái khách đinh của nó cho dù nhỏ hay lớn gì thì nó cũng phát triển rất là tốt, và mình đã thí nghiệm nó nhiều rồi ha. Nhất là cái loại NSDC này các bạn. NSDC là một trong những cái loại fit rất là ngon và nó bán mắc tiền lắm các bạn. Năm nay thì mình thấy là có nhiều người thích cái loại này, do đó thì mình giới thiệu đến các bạn ha. Đây các bạn xem ba loại ha, Strawberry Verte, Black Madeira Khay Khay và NSDC, nó phát triển rất là tốt. Các bạn nhìn nha. Đầu tiên chúng ta quan sát cây Strawberry Verte nè. Các bạn thấy không? Cũng từ một cái khích đinh nhỏ thôi, không có lớn gì hết. Đó, cái khích đinh này các bạn. Và lúc đầu thì mình cũng cho nó vào cái chậu dài á các bạn, cái chậu mà nửa ga lông ha, để mình ươm nó bình thường. Nhưng mà sau đó thì mình thấy là cái chậu đó nó hết chất dinh dưỡng rồi. Vì nếu mình bán nó rễ đó thì nó còn lại những cái chậu mà nó chưa được bán đi á, thì hay là phải bắt buộc phải cho nó vào chậu 3 ga lông thôi, vì nó không còn chất dinh dưỡng ở trong cái chậu nửa ga lông nữa. Khi mà mình cho nó vào chậu 3 ga lông này các bạn, thì mình bón phân cho nó ha, mình tưới phân cho nó thì nó phát triển rất là nhanh. Các bạn thấy không, bây giờ nó cao lắm rồi. Đó, nó cao và nó ra trái này các bạn. Có một số người á, thì người ta không có biết nhiều về fit. Người ta nghĩ là bất cứ cái cây nào mà khi trồng á, thì ít nhất thì cũng phải qua 1 năm, 2 năm gì đó nó mới có trái. Nhưng mà fit thì không phải như vậy các bạn. Có những cây trồng thì nó mới có khoảng một vài tháng thôi nó đã có trái rồi các bạn, nó rất là nhanh ha. Và đồng thời thì cũng có một số cây rất là funny, mình đã giới thiệu với các bạn trong cái video mà mình giới thiệu về cành dâm á các bạn. Các bạn thấy là vừa mới dâm cành không được bao lâu hết, trong vòng có mấy tuần thì nó đã ra trái rồi. Nhưng mà như vậy thì nó không tốt các bạn, vì cái bộ rễ của nó chưa có phát triển đầy đủ, nó còn yếu ha. Nếu mà nó ra trái như vậy thì cái cây nó sẽ không được khỏe. Còn bây giờ thì ok rồi các bạn. Có bạn nói là cái cây nó còn nhỏ như vậy mà chị Helen để nó ra trái như vậy thì cái trái của nó cũng không có gì ngon hết, mà chẳng những như vậy nó sẽ làm hại cái cây, là nó sẽ không phát triển cái cây mà nó lo phát triển cái trái. Như vậy thì không tốt lắm. Tốt nhất thì nên lặt bỏ những cái trái non này đi. Thì Helen thấy là đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Mình thấy là cái cây mà khi nó đủ sức nó ra trái, nó đã đủ sức nó ra trái rồi, nó không còn là một cái cành dâm như trước đây nữa, nó là một cái cây hoàn chỉnh.
nó đủ sức ra trái thì các bạn cứ để nó phát triển tự nhiên đi. À, các bạn đừng có can thiệp sâu quá vào cái cái đời sống của vít nữa. Đại khái là các bạn chỉ có cung cấp chất dinh dưỡng, nước cho nó đầy đủ là tốt rồi. Còn nó phát triển như thế nào thì kệ nó, các bạn cứ để như vậy, nó ra trái thì các bạn cứ để như vậy, và nó trái nó lớn thì các bạn ăn thế thôi. Các bạn không cần thiết là phải can thiệp quá sâu. Đại khái là thấy là nó ra cái như vậy sớm hay nó ra cái như vậy trễ, rồi các bạn lặt bỏ cái, hoặc là các bạn thấy cái cây nó cao quá rồi mà nó chưa ra cái thì các bạn worry hay các bạn lo lắng, như vậy nó không có gì hết các bạn. Nó bình thường, do đó không có gì phải lo lắng hết. Cứ tin lời hay lần đi, các bạn để những cái cái phích này nó sẽ lớn. Nếu mà các bạn bón phân đầy đủ, tưới nước đầy đủ ha, cho nó một ngày bao nhiêu tiếng nắng, 5-6 tiếng nắng gì đó đầy đủ thì nó sẽ phát triển tốt thôi, không có vấn đề gì hết. Các bạn cứ tin mình đi, khoảng một tháng sau hoặc là một tháng rưỡi sau đó, hay lần sẽ cũng quay phim cái cây này cho các bạn xem, cái strawberry verte này, cái trái nó phát triển như thế nào và nó chín ra làm sao. Hay lần sẽ giữ ba cái cây này lại để làm một video khác, không có bán ba cây này ha, để làm một cái video khác giới thiệu đến các bạn, để cho các bạn quan sát những cái trái hôm nay nó phát triển như thế nào trong vòng một tháng hoặc là hai tháng nữa. Ok, đây là cây strawberry verte ha. Rồi cây thứ hai là cây Black Madeira khay khay. Ok, Black Madeira khay khay á, nó có một cái đặc điểm là nó khác với Black Madeira. Các bạn đừng có ngộ nhận nha. Có nhiều người thì cứ chị Helen ơi bán cái cây Black Madeira đi, thì khi mình nói là Black Madeira hay là Black Madeira khay khay thì các bạn nói có khay khay nữa hả, và có sự khác nhau gì không, thì Helen mới giải thích là lúc đầu thì người ta biết, người ta tìm ra được cái giống là Black Madeira. Sau đó thì có một người họ tìm được cái giống Black Madeira khay khay này, thì Black Madeira khay khay nó khác với Black Madeira ở chỗ là nó không có bị virus. Cái khả năng không phải là nó không bị hẳn hoàn toàn, mà nó khả năng nó không có luôn, dường như là không có virus. Còn Black Madeira thì nó có virus thôi các bạn. Nó đại khái là nó, sorry, không phải mình dùng từ virus mà nó là giống như disease vậy đó các bạn. Thì nó không có tốt như cái Black Madeira khay khay này. Helen có trồng cả hai thứ và Helen đã quan sát rồi. Cây Black Madeira, cái sức phát triển của nó chậm hơn cây Black Madeira khay khay rất là nhiều. Và đồng thời thì mình không có phát triển nó ra nhiều, tại vì người ta mua, khi mà người ta đã hiểu về phích rồi đó thì người ta chỉ mua Black Madeira khay khay thôi các bạn, người ta không mua cái loại Black Madeira nữa. Cũng có nhiều người thì cứ nói là mình thích cái original ha, cái nguyên thủy, do đó thì mình mua cái Black Madeira chứ không có mua loại khay khay. Nhưng mà hai lần nghĩ hai cái giống nó là hai cái giống khác nhau, cái tên của nó na ná như nhau thôi, chứ còn nó không phải là cái giống nào là original mà cái giống nào là lai ghép hết. Phích nó không có lai ghép các bạn, phích nó không có lai ghép gì hết. Do đó thì các bạn phải hiểu một điều rằng đó là hai cái giống phích khác nhau ha, chúng ta không thể so sánh như vậy được. Ok, bây giờ chúng ta cùng quan sát nha. Các bạn thấy là đây cái nè đó, dễ thương không, bắt đầu bây giờ nó phình to ra đó. Rồi ở trên đây nó có những cái trái non nữa này các bạn, và sắp tới đây thì những cái trái này nó sẽ to lên thôi, rất là nhanh. Khi mà nó còn nhỏ như vậy á thì nó chậm một chút, nhưng mà khi mà nó bắt đầu nó to rồi á thì nó sẽ to rất là nhanh các bạn. Tổng cộng nó có tới 1 2 3 4 5, sorry, 1 2 3 4 5, ok, 5 cái trái non và một cái trái lớn ở dưới. Đây là các cây Black Madeira khay khay nhỏ ha. Còn cái cây Black Madeira khay khay mà thay lần cho vào cái chậu 10 gallon đó thì nó khác các bạn. Cây Black Madeira khay khay cho nó vào chậu 10 gallon thì nó phát triển khác rồi. Nó cao hơn và nó có cái to hơn. Đây này các bạn. Đó, mình cho nó vào cái chậu 10 gallon và thậm chí thay lần cho hai cái gốc Black Madeira khay khay vào cái chậu 10 gallon luôn. Và các bạn thấy cái trái nó to hơn nè, đúng không? Right. Ok, bây giờ chúng ta quay lại với cái cây của ngày hôm nay nha. Thì một lần nữa mình nhớ lại cái tên
cái biệt danh, cái nickname của Black mà Dara Khay Khay, đó là hoàng tử của Phích ha, Queen of the Phích. Rồi đây là cây NSDC Nature Sonora the Carmen. Thì đây là một trong những loại special fit, unit fit. Nó có thể sánh ngang hàng với lại C-Sharp, Thumb Little, thậm chí là nó ở cái brand cao hơn nữa các bạn. Nó chỉ rẻ tiền hơn chút xíu so với Guava Berry thôi các bạn. Guava Berry là hàng top đó các bạn. Tại vì năm ngoái thì Helen mua cái cây Guava Berry á, rất là khó khăn. Tại vì trên cả một cái fit market nó chỉ có hai cây Guava Berry thôi, và phải canh nhau dữ lắm mới mua được một cây. Và cái cây Guava Berry lúc đó người ta ship cho mình đó các bạn, nó nhỏ xíu à, nó bằng phân nửa của cái cây mà Helen đang quay video cho các bạn nè. Đó, nó bằng phân nửa như vậy thôi, mình nói cái hình dung kích thước cho các bạn thấy, và nó rất là yếu đuối. Sau đó thì trồng chăm sóc rất là kỹ, rồi sau đó thì mới lấy được khách đinh và dâm ra cho các bạn. Cái Guava Berry thì nó có cái đặc điểm, nó có vị guava, vị berry và something like that, nó có vị mango nữa các bạn. Do đó thì người ta thích ha. Còn bây giờ chúng ta quay lại với cái cây NSDC. NSDC cũng có hai cái thì các bạn. Và các bạn nhớ một cái đặc điểm của NSDC là cái trái nó khá là lớn đó các bạn. Khá là lớn ha, và nó màu brown ha, ở trong ruột cũng là màu đỏ luôn, màu red luôn, red và rất là đậm màu, dark red đó các bạn, màu đỏ đậm đó. Và cái trái này nó rất là ngon, người ta đã cho nó cái điểm cái ở cái brand là nó cao hơn cả Humble Little và C-Sharp luôn. Thì do đó năm nay Helen thấy là cái loại fit này nó mới, và nó đại khái là người ta thích á. Do đó Helen đã dâm ra rất là nhiều cái cây fit này, cái loại NSDC này. Do đó nếu bạn nào ở cái khu vực gần chỗ Helen á, gần Grand Prairie ha, thì các bạn có thể đến cái vườn của Helen để các bạn mua cái loại này. Và mình dám bảo đảm với các bạn đi tìm ở trên fit market, các bạn vô cùng khó khăn để tìm được NSDC. Mình make sure với các bạn chuyện đó luôn. Các bạn có thể tìm được C-Sharp, Thumb Little, nhưng mà NSDC các bạn rất là khó tìm. Còn nếu các bạn muốn lên fit bịt để các bạn bịt cái cây NSDC này thì lại là một cái chặng đường rất là khó nữa. Và những cái cây ở trên fit bịt đa thành phần là những cái cây không có đẹp các bạn. Khi người ta đưa lên fit bịt đó là người ta đã thấy là cái cây nó không có đẹp, không có good gì, thì người ta mới bắt đầu cho bịt như vậy. Tại vì cái khả năng mà người ta bịt được lên một cái giá cao nó rất là khó các bạn. Do đó cái người bán fit á, tâm lý của họ, họ không có muốn đưa lên fit bịt đâu các bạn. Vì đưa lên fit bịt họ không có control được cái giá cuối cùng được. Do đó thì họ không muốn đưa lên fit bịt. Helen cũng không thích trên fit bịt lắm. Helen một vài lần vào cái website đó, nhưng mà mình không có muốn bịt cái gì ở trên đó hết, tại vì mình thấy những cái cây đó nó không đẹp. Ok, thì đây là ba loại fit mà Helen muốn giới thiệu với các bạn ha. Nếu các bạn tin tưởng Helen thì các bạn nên chọn ba cái loại fit này. Strawberry Verte là một cái loại fit khá là đặc biệt ha. Nó có vị strawberry, các bạn ăn và thấy cái vị nó rất là rõ ràng. Mặc dù trái của nó không được lớn lắm nhưng mà trái nó rất là ngon và special các bạn. Và giá tiền của cây Strawberry Verte này thì không có mắc giống như hai cái loại Black mà đang là Khay Khay hay là NSDC này ha. Nó rẻ hơn một chút. Đại khái là cái Strawberry Verte nó đáp ứng cho các bạn rất nhiều thứ, tạm gọi theo kiểu Việt Nam là ngon bổ rẻ đó các bạn. Ok, mình dừng video ở đây. Mến chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành nha.